lại lên, Ruby xin chào các bạn, thứ gì đang xuất hiện thế kia, thật là kinh hãi, đây là sự thật mà sau hơn 100 năm, bọn trẻ ngây thơ lần đầu tiên được chứng kiến, những con quái vật, người đột biến, to lớn, xấu xí và tàn ác, một cảnh máu me sắp sửa bao trùm nơi đây, đây là tất cả những gì Ruby đang cảm nhận được, nào cùng Ruby theo dõi bộ phim này nhé. Với cảnh tượng này thì thật sự là quá tàn nhẫn, những con quái vật này đã ai thấy bao giờ chưa? Những kẻ biến dị này không có hứng thú với bất kỳ trò chơi gì, mà điều duy nhất chúng thích là được ăn thịt người. Chúng đi khắp nơi phá hủy hết mọi thứ trên đường đi, tàn sát hết mọi thứ. Tới giờ phút này con người chỉ còn lại 1/10. Nỗi khổ cùng cực, thê thảm đang bị chính những con quái vật ghê tởm này chi phối. Quá nhiều thứ phải hy sinh, tất cả những gì còn sót lại trong nhân loại đều bị phá bỏ vì để có thể kháng cự chống lại lũ người Titan. Họ bắt đầu xây tường những bức tường cao vút cả 100 mét để chặn lũ Titan tàn phá. Phía bên trong được phân thành 3 ranh giới riêng biệt. Vùng phía ngoài nhất là khu nông nghiệp, vùng ở giữa là khu công nghiệp và vùng còn lại trung tâm là khu quan trọng nhất, khu căn cứ trọng điểm. Cứ như vậy mà bức tường cao vút đó đã bảo vệ con người đến hàng trăm năm và cũng chưa biết tới khi nào thì bức tường đó còn bảo vệ được an toàn cho con người. Nhưng hình như con người đang ngủ quên trên chiến thắng sau 100 năm, một khoảng thời gian khá dài những đứa trẻ sau này lớn lên nghe đến cái tên Titan cũng chỉ nghĩ là những câu chuyện không có thật. Một ngày nọ, ba người bạn này tụ họp lại với nhau, nam chính là Eren cùng cô gái Mikasa và anh bạn Armin. Họ đều rất hiếu kỳ xem thế giới bên ngoài có gì, vì thế họ quyết định âm thầm đi ra bên ngoài xem. Họ lén lút chạy đến bên chân tường đây, cũng là lần đầu tiên mà những cô cậu bé ngây thơ này đứng trong khoảng cách gần như vậy. Với bức tường đó, đúng vào lúc ba thanh niên định tìm lối ra thì cảnh vệ đã chạy đến, bởi vì trong quốc gia của họ, đứng cạnh bức tường là vi phạm pháp luật. Cũng may người đến là chú của em Frank. Chú ấy vừa đến đã nói với ba người họ bí mật quan trọng. Hóa ra binh đoàn bây giờ đang sắp xếp một đoàn người tiến hành mở rộng danh giới. Ông ấy hy vọng có thêm những người trẻ tuổi tham gia cùng, nhưng đột nhiên mặt đất run lên chuyển dữ dội. Bức tường cao dày tổ bố, thế mà bây giờ đã bắt đầu có đá nứt ra một tiếng gầm gừ rung động cả trời đất. Và dù bên, trên bờ tường là một cái đầu kinh dị xuất hiện cả khuôn mặt nó phát, ra ánh lửa hung tàn. Mấy đứa trẻ nhìn thấy thì toàn thân run bần bật. Đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm con người mới lại tận mắt thấy người khổng lồ, mà sao con quái này lại còn cao hơn cả bức tường. Nó giống như là kẻ đột biến trong những người khổng lồ Titan, bởi cái chân khổng lồ của nó dẫm đạp đổ vỡ hết cả. Cuối cùng là một đạp mạnh hơn cả pháo cối khiến một lũ bức tường vỡ tung. Cùng lúc đó là hàng ngàn những viên đá bay vào phía trong vùng đất của nhân loại. Có lẽ là hôm nay là ngày tận thế chăng mà con người này vừa thế này vẫn còn ăn no, rừng mỡ mà run như cầy sấy chạy, thục mạng không còn nhìn thấy mặt trời. Nhưng may mắn làm sao đột nhiên cuộc tấn công dừng lại, còn quái vật đó quay người biến mất. Kết quả, nó để lại một lỗ hổng cực to bên bức tường. Họ đã dày công xây dựng và thảm họa tiếp theo mới là điều kinh hồn. Đám người phi tang đã bắt đầu chui qua lỗ thủng với ánh mắt quỷ dữ trông đến ghê người. Phía bên trong, binh đoàn đã chuẩn bị súng đạn tấn công. Từng quả pháo bắn thẳng mặt tưởng chừng như đã giết được chúng. Không ngờ rằng nó hồi phục còn nhanh hơn cả trong nguyên hóa ra truyền thuyết. Người Titan sở hữu thân thể bất tử là có thật. Những tên người khổng lồ quái vị bắt đầu nhét người lính lên, rồi nhét vào mồm mình ăn ngon hơn và xúc xích nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ này. Có người chiến sĩ vì quá sợ hãi mà lựa chọn tự tử. Tuy nhiên, đây còn chưa phải là thảm họa đáng sợ nhất. Những người dân trên phố bắt đầu náo loạn tháo chạy. Sức tuyển công của lũ Titan thật sự quá dã man. Bàn tay khổng lồ của chính mắt người cứ đơn giản như nhặt củ khoai vậy. Chúng nắm từng người lên cái bàn chân bẩn thỉu của chúng cũng không biết là có bị thối chân không nữa mà con người cứ nhìn thấy chân chúng bỏ chạy thục mạng, bởi vì chỉ cần cho một tí là đi thăm cước trong ruột của lũ Titan này. Liền trên phố, những đứa trẻ chỉ biết trò khóc nhưng chẳng có một ai quan tâm cả. Mọi mạng của họ còn chẳng giữ nổi cơ mà. Nữ chính Mikasa nhìn thấy đứa trẻ trên đường vì chạy lại từ bé nên bị tách khỏi. Hai thanh niên kia cứ như vậy, e rằng bị xô đẩy chui vào trong một toàn miếu. Nhìn có vẻ an toàn, những người ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa mong được cho vào cùng với. Nhưng ai ngờ chỉ có mỗi em Lanh giữ hét lên, mở cửa, cả căn phòng đột nhiên chậm lại, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào cậu. Nếu bây giờ mà nói thêm một câu, chắc cũng bị vứt ra ngoài. Luôn nhìn ra phía bên ngoài thể Disaka chỉ còn một mình ngoài đó. Ấy vậy mà em lại sợ hãi, không có dũng khí để mở cửa rồi. Đột nhiên cả căn phòng rung lắc dữ dội, khi này mới đủ quyết tâm mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài không hề thấy bóng dáng của Mikasa đâu cả. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gầm gừ, sợ ngôi miếu anh vừa ra ngoài đã bị lũ Titan tấn công, rồi tàn sát những người bên trong như một khối xay thịt. Những bàn tay đầy máu thò ra ngoài cửa sổ cầu cứu, mà vừa nãy còn không cho người khác vào. Em ra nhìn thấy cảnh này, thật sự đã sụp đổ. Cả một thành phố đông vui, giờ đã chẳng còn bất cứ bóng dáng nào. Những gì xảy ra ngày hôm nay đã trở thành ký ức không thể nào quên. 2 năm sau, những người còn sống sau vụ tàn sát chạy vào khu công nghiệp. Bây giờ khu nông nghiệp đã bị lũ người phi tang chiếm giữ. Vì vậy con người ở đây đều sống thiếu lương thực, thực phẩm. Mỗi ngày họ chỉ cố định ăn một bữa cơm và để có thể giành lại được khu nông nghiệp. Đội trưởng phòng này đã lập ra một đội quân thiện chiến Iran và Armin cũng dũng cảm tham gia đội quân. Họ có dự định đêm nay sẽ đột nhập tiến công ra vòng ngoài ngay lập tức và tiểu đội nhân lúc trăng sẵn ra ngoài. Họ còn đồn rằng bên khu nông nghiệp có một nữ chiến thần rất thần bí, chỉ trong 1 năm đã giết chết người Mỹ thần Titan. Cả đội cẩn thận tiến vào khu nông nghiệp ở vùng đất hoang tàn này. Họ phát hiện ra rất nhiều bò. Đúng như lời đồn nữ, Titan không hề hứng thú với động vật. Bất ngờ, căn nhà hoang phía trước phát ra tiếng khóc trẻ nhỏ. Ezan và cô gái tiến về phía căn nhà thám thính bên trong. Đúng lúc này, một đám chất nhờn kỳ dị rơi xuống mặt. Cô gái ngẩng đầu lên mới biết hóa ra đó là một đứa trẻ con của người khổng lồ. Nếu trẻ tỉnh giấc đập loạn khắp mọi nơi,
Không những thế, đứa trẻ còn khóc ầm lên, có nghĩa là âm thanh của nó sẽ đánh thức đám người khổng lồ. Hậu quả này, bố mẹ, cô dì, chú bác của nó dậy hết cả còn đâu. Đội trưởng bảo mọi người bình tĩnh. Vừa nói xong thì một cánh tay khổng lồ tóm gọn anh ta, vậy là lũ Titan đã chạy tới để bảo vệ con của chúng. Giờ thằng nào chạy nhanh thần sấm thôi. Ông quân trưởng lên xe rồi bỏ chạy, trong khi những người khác còn chưa kịp lên xe, chỉ biết điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc là bàn chân hủy to đùng đã chặn đường họ, lại đúng lúc vào tình thế ngàn cân treo sợi bún. Trên không trung xuất hiện một hình bóng rất dũng mãnh, chỉ thấy người này đu theo dây tự do bay lượn trên không, sao cửa đứt gãy của chúng. Hóa ra người Titan cũng có nhược điểm, sau khi nghiên cứu rõ ràng thì phát hiện ra dù yếu duy nhất của chúng là dây thần kinh sau gáy. Dựa vào đó, loài người đã phát minh ra bộ trang bị này để dùng nó móc đu vào bay vòng lên trên độ cao tương ứng với gáy của bọn Titan. Trực tiếp cắt bỏ gáy thì lũ người khổng lồ sẽ tan thành hạt bụi mà biến mất. Lúc này họ mới phát hiện ra người cứu bọn họ, họ chính là đội trưởng bảo vệ khu nông nghiệp. Vừa hay phía trước lại xuất hiện thêm một người Titan nữa. Đúng lúc này trên trời bay đến một bóng dáng con người một đao, tư thế kết thúc sinh mạng của quái vật. Cô gái ấy quay đầu nhìn mọi người ở đây, chẳng phải là Mikasa hay sao? Em ra nhìn thấy bạn gái cũng thỉnh hơi miệng ngó người, nhưng Mikasa lại lạnh nhạt như nước bím. Tối hôm đó em nên không nhịn được mới tìm đến Mikasa, cứ nghĩ rằng cô sớm đã chết từ hôm đó rồi. Bây giờ thì Mikasa mới nói ra đáp án cho cậu. Trên cái eo thon, Ngọc Trinh lại có một vết sẹo to đùng do lũ người phi tăng cảnh. Đúng lúc này, đội trưởng khu nông nghiệp cũng tìm đến. Nhìn thấy cảnh này, thực sự em cũng chỉ biết người gốc về sau, rồi đi ra bên ngoài hét lên đầy đau khổ. Nhưng không phải trách Mikasa có người mới mà chỉ hận bản thân mình quá ha. Em đã không ra cứu kịp thời, đang kêu gào thì đột nhiên một bàn tay chặn miệng cậu lại. Cô gái nói còn kêu nữa sẽ thu hút sự chú ý của đám người Titan. Hai người vội chạy đến một tòa nhà. Cô gái ngưỡng ấy nói rằng muốn giúp Thanh cùng Ezen vài tấn, vừa vui vẻ lại giúp nhân loại có thêm con người. Thế mà cảnh này lại không thể tiếp tục, bởi một con mắt to tổ bố bất thình lình nhìn vào trong. Thôi xong rồi, may là chưa có khả năng, nhưng thần khổng lồ lại kéo tuột cô gái đi. Chắc nghĩ rằng mày không ăn được thì để tao chén. Khi tất cả mọi người tỉnh lại phát hiện xung quanh đã bị lũ người khổng lồ bao vây, họ vội vàng mặc trang bị chống lại người khổng lồ. Cuộc chiến sống còn lại một lần nữa xảy ra ác nghiệt. Những thân hình bé nhỏ nhưng lại có lợi thế nhanh nhẹn bay vụt lên không trung, cứ ngay sau gáy của người Titan, nhưng mà cái giá phải trả không hề nhỏ. Nhiều người cũng bị bọn chúng tóm gọn mà đã hy sinh. Đúng lúc này, một sự việc không hay lại xảy đến. Một tên khốn nạn đã ăn trộm mất xe pháo của họ. Vô gái nhìn thấy điều bất bình thì không chịu nổi, liền vứt lên xe một ngọn đuốc rồi nhảy bồ vào trong xe. Hai người đánh nhau hết sức kịch liệt. Ai ngờ rằng chiếc xe mất kiểm soát trực tiếp đâm về phía của lũ. Người Titan đến đây chỉ nghe thấy một trận rung lắc mãnh liệt. Xe pháo đã gây ra một vụ nổ rất lớn, nhưng điểm yếu của lũ Titan chỉ có ở đằng sau cổ. Khó đạn không thể giết chết chúng nơi đây, giờ có khác gì địa ngục trần gian đâu. Amin khi này thật sự đã mất hết sức lực chiến đấu rồi mà, em vẫn điên cuồng bay về phía những tên người Titan. Cậu di chuyển linh hoạt đã giết được một tên rồi, nhưng pha cuối cùng không cẩn thận lại bay thẳng vào mồm cớ. Kết quả lại, nó gặm đứt một chân rồi quăng đi xa phía bên này. Amin cũng bị một tia tàn khác nắm lưỡi. Không còn chút sức lực, người phụ nữ đứng trên cao bắn tên xuống phủ cứu lấy Amin, nhưng chúng chả thấy đau đớn gì cả. Cô gái chỉ đành nhìn á, mình sắp bị nhét vào mồm. Mặc dù mất một chân nhưng em vẫn quyết chí đứng phát dậy, bởi 2 năm trước không cứu bạn gái đã trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất rồi. Lần này nhất định không thể để chúng làm hại Amin được anh, để chúng bắt cho vào mồm rồi đỡ hàm răng lại. Sau đó thành công kéo ngược được Amin ra ngoài, còn cậu thì hy sinh, lại bị cái mồm thối của nó nuốt chửng. Khi chuyển hóa trong bụng của nó, cậu phát hiện trong này có rất nhiều bạn của mình bên ngoài. Những phi tần khác vẫn không ngừng ăn thịt, mà Mikasa đúng lúc bay lên cao thì dây thường lại gặp sự cố khiến cô mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. Trước mặt của cô là tên người Titan mới nuốt chửng vào bụng. Ngạc nhiên rằng nó không tấn công Fu mà dường như mặt của nó còn có chút khó chịu. Nó lại một tiếng rồi sau đó là một người khổng lồ đáng sợ hơn chui ra từ trong cơ thể hắn. Tên khổng lồ này có sức mạnh tinh hồn kỳ lạ thay nó, lại đi tấn công những tên Titan khác. Hơn nữa, động tác và thân pháp của nó nhanh hơn những kẻ khổng lồ chậm chạp kia. Nhiều lần nó chỉ đấm vài phát thôi là những con vi tàn phá tan thành cho bụi. Bọn khổng lồ nhìn thấy cảnh tượng này thì đều vội vàng chạy trốn. Rồi đột nhiên nó nhìn về phía mình, về phía Mikasa, sau đó dùng một tay nắm mà đưa cô lên trước mặt. Đúng lúc nguy cấp thì ánh mắt nó thay đổi sau, nó tự thần ngã nằm xuống đất. Mikasa nhân cơ hội này tấn công vào sau gáy của nó mà giao đuổi chém xuống, thì con Titan này biến đổi và em đang xuất hiện trở lại. Khi mở ra thì đôi mắt đã đỏ rực như của lũ Titan. Phần 1 tạm thời kết thúc tại đây, nếu các bạn muốn thì mình sẽ review tiếp phần 2 nhé. Bộ phim tới đây là hết, các bạn có cảm nhận gì ạ? Hãy cho Ruby biết dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy hay cho Ruby một like, một subscribe, nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.